đồng cỏ hơn 3.000 năm tuổi đẹp từ cõi mơ ở Trung Quốc. Đồng cỏ Nalati trải dài bất tận, xung quanh một màu xanh ngắt của rừng thông và núi tuyết là điểm đến hút du khách. Khu bảo tồn thiên nhiên Nalati thuộc thảo nguyên Gili, Tân Cương là một trong những đồng cỏ đẹp nhất Trung Quốc. Nó trải dài khoảng 150 km, nằm ở độ cao 3.000-4.000 mét trên mực nước biển, được mệnh danh cao nguyên trên trời với nhiều con dốc, đoạn đồi thấp, tạo nên khung cảnh rất đẹp. Theo ngôn ngữ dân tộc Uyghur, Nalati có nghĩa là nơi đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Nguồn nước từ các con sông lớn đã cung cấp cho các đồng cỏ nơi đây luôn tươi tốt vào mùa hè. Từ tháng 6 đến 9 hàng năm, hoa dại ở các ngọn đồi đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh quan làm say mê lòng người. Đồng cỏ Nalati có lịch sử hơn 3.000 năm, là nơi sinh sống của người dân tộc thiểu số Kazakhstan từ xưa tới nay. Nó là một trong những điểm du lịch nổi tiếng dọc theo cung con đường tơ lụa. Tại đây, du khách có thể thưởng ngoạn núi tuyết vào mùa xuân, đông, ngắm rừng thông, đồi và đồng cỏ bát ngát vào mùa hạ, cũng là mùa du lịch cao điểm. Sang thu, nhiều cánh rừng thay lá vàng, lá đỏ đẹp như tranh. Du khách có thể nghỉ tại những căn lều Mông Cổ, tìm hiểu văn hóa, lối sống của dân du mục hay chơi đùa, chụp ảnh với đàn cừu trên thảo nguyên. Trải nghiệm cưỡi ngựa tại Nalati khiến nhiều du khách thích thú, trở thành xu hướng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc vài năm gần đây. Phong cảnh thung lũng, khói bếp từ những căn lều trắng của dân du mục và những người cưỡi ngựa chăn cừu là nét quyến rũ độc đáo ở Nalati. Du khách có thể đến công viên rừng quốc gia Nalati bằng máy bay hoặc ô tô, phải mang theo đồ ấm, kể cả vào mùa hè do nhiệt độ ngày và đêm ở Nalati chênh lệch rõ rệt. Khách du lịch lần đầu đến Nalati nên chuẩn bị nước lọc vì nước của địa phương có vị hơi lợ. Đồng thời, du khách được khuyến cáo nên chú ý nếu tự lái xe hay cưỡi ngựa ở đây, vì có thể dễ dàng bị lạc ra khỏi khu vực quy định, do khung cảnh xung quanh khá giống nhau.